Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Piano trang bị MIDI Bluetooth rất được ưa chuộng và được khách hàng tìm hiểu rất nhiều. Vì thế trong tập lần này, để đáp ứng tiêu chí của các bạn, Tim sẽ mang đến video giao piano điện Kurtzman KS7S về với khách hàng tại Lâm Đồng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Đơn hàng này khách yêu cầu nhận hàng sớm nên tất cả đã được Tim chuẩn bị sẵn vào hôm qua. Đầu tiên là quà tặng hấp dẫn khi bạn mua Kurtzman KS7S sẽ là ghế piano cao cấp, headphone và saxophone với nhiều điểm nhấn ấn tượng, nên piano KS7S sẽ được mình mô tả đầy đủ nhất gửi đến các bạn. Đang được trang bị 88 phím, 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, thư viện âm nhạc khổng lồ với 192 polyphony, số lượng bài hát siêu ấn tượng với 100 bài và 30 âm sắc, đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Nhiều chức năng quen thuộc như là metronome đếm nhịp, flip mode ghi bàn phím, Trinova trộn Jazzbo tăng giảm tone, cổng USB kết nối với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng, dễ dàng kết nối không dây qua các app học nhạc như Simi Piano và Piano bằng MIDI Bluetooth trên đàn, tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng. Khi mua Kurtzman KS7S tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Xe đến rồi, bạn nhân viên đang mang đàn ra xe nhé. Anh tài xế nhiệt tình phụ khiên đàn, giúp cho việc được thuận lợi và nhanh chóng. Buổi chuẩn bị piano đến với vị khách hàng tại Lâm Đồng đã diễn ra tốt đẹp. Mình xin gửi đến các bạn hình ảnh về những khách hàng đã tin tưởng và chọn lựa Kurtzman KS7S làm bạn đồng hành trên con đường trở thành nghệ sĩ piano tương lai của các em. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.